Tôi là Nguyễn Quang Cảng ở xóm Hồi Long, xã Minh Sót. Đợt trồng quân lạ hai đợt, đợt 1 và đợt 2. Thì đợt 2 là từ ngày 15 cho đến 20. Nhưng mà riêng tôi là tôi phun ngày 16 và 17, 18, 3 ngày là trên toàn bộ diện tích của ruộng nhà tôi là tôi phun hết. Thì dùng thuốc là xun sẹt là rất hiệu quả. Thì mong là bà con là nông dân là chúng ta là nên là kiểm tra ruộng là dùng cái đồng thuốc để có hiệu quả. Còn đấy là phun bường ngày mấy nhỉ? Đúng ngày 16. Một gói một bình, một sao này? Một sao là một gói. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Đây là cái ruộng của anh Cảng phun sâu quân lá theo hướng dẫn của bên công ty A đấy, phun sân sẹt. Đấy, ruộng rất là đẹp, sạch bóng. Đây là ruộng đổi chứng nha. Nếu nhà nào một bình ruộng đổi chứng là bị sẽ bệnh này. Có thể là phải dùng một sao là một cây rồi. Đấy, ruộng cái ruộng đổi chứng này, bây này, quân lá này. Đây cái ruộng đổi chứng. Nó căng rồi nó. Đây đây. Nói chung nếu nhà mà năng là phải dùng một sao một cây rồi, quyền cạo rồi. Đấy. Đây là cái ruộng không phun. Đó, như rồi như vậy. Đây là ruộng không phun này. Đấy. Còn đấy cái ruộng của anh Cảng này, nếu mà nàng là phải phun một sao một quay rưỡi nhé anh Cảng nhé. Có một bình 20 lít. Dạ. Ruộng của anh là rất đẹp. Anh làm diện tích bao nhiêu này? Diện tích toàn bộ á. Ruộng của nhà tôi là 4 màu. Dạ. Mà lụa là như đấy cả. Là phun sân sẹt cả. Sân sẹt cả. Dạ, xin cảm ơn anh.